Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ngày hôm qua cho biết, nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản đang ở trong tình trạng ổn định sau vụ việc 6 công nhân bị phơi nhiễm phóng xạ. Đây là sự cố mới nhất tại Fukushima. Cũng trong ngày hôm qua, công ty điện lực Tokyo TEPCO, đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima, thông báo 6 công nhân đã bất cẩn khi tách một đường ống dẫn nước nhiễm xạ trong hệ thống xử lý, làm nhiều tấn nước tràn ra ngoài. Các công nhân này được xác định bị phơi nhiễm do tiếp xúc với nước nhiễm xạ nồng độ cao. Cơ quan điện lực Tokyo đang có kế hoạch lắp đặt thêm các trạm lọc nước tại nhà máy Fukushima với hy vọng lọc sạch toàn bộ nước nhiễm xạ tại nhà máy này vào năm 2015. Song với các nhà quan sát thì đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.